Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 37% sản lượng nông sản đã được sản xuất và tiêu thụ theo các hình thức liên kết chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ. Đến nay, cả nước có 2.510 chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, đảm bảo nguồn cung và chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản đến người tiêu dùng trên toàn quốc với sự tham gia của một số tập đoàn lớn. Cùng với đó có trên 7.500 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu tại 56 tỉnh, thành phố và trên 1.500 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cho các loại quả tươi được xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản. Đặc biệt đã có hơn 2.400 hợp tác xã có sản phẩm ô cốp từng bước chuyển đổi hoạt động, thực hiện chức năng tiêu thụ sản phẩm gắn với việc xây dựng sản phẩm có tiêu chuẩn quy chuẩn, bao bì, nhãn mát và thương hiệu của hợp tác xã, thay vì chỉ làm các dịch vụ đầu vào cho các thành viên. Nhiều đơn vị đã đẩy mạnh tổ chức sản xuất liên kết thị trường theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp giữa nông dân với nông dân, giữa nông dân với doanh nghiệp, trong đó chú trọng phát huy vai trò của các hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị.